Nguyễn Thị Ngọc Hoa, tượng đài sống của các kỳ bóng chuyền VTV Cup. Những người yêu bóng chuyền tại Việt Nam hẳn sẽ không thể không biết đến cái tên Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Cô gái quê miền Tây là người đội trưởng mẫu mực giữ lửa bóng chuyền gần hai thập kỷ qua. Đồng thời cô cũng là người mang hình ảnh của bóng chuyền nữ Việt Nam giới thiệu với bạn bè thế giới. Ngọc Hoa đến với bóng chuyền năm 12 tuổi, một độ tuổi rất nhỏ theo nghề khi ấy. Cô gái sinh năm 1987 đến từ Đồng Ruộng, Long An phải nỗ lực rất nhiều để có thể theo kịp các đàn chị hơn mình vài tuổi. Tuy nhiên, với tố chất và sự khổ luyện không ngừng, Ngọc Hoa chỉ mất 4 năm để chứng tỏ được khả năng và có một suất ở đội tuyển quốc gia dự SEA Games 22 trên sân nhà. Để rồi 15 năm sau đó, Ngọc Hoa gần như không vắng mặt ở bất kỳ giải đấu nào của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam. Cô gái mang áo số 9 với 4 chức vô địch quốc gia, 7 tấm huy chương bạc SEA Games cùng kỷ lục tham dự 13 kỳ VTV Cup, luôn là người đội trưởng truyền cảm hứng, là cánh chim không mỏi của bóng chuyền nữ Việt Nam. Người hâm mộ ấn tượng với Ngọc Hoa bởi cô là vận động viên toàn diện bậc nhất bóng chuyền nữ Việt Nam, với những pha đánh nhanh ở vị trí số 3 đã thành thương hiệu, hay những pha chắn bóng ấn tượng. Cùng với đó, Ngọc Hoa có thể chuyển sang đánh đối chuyền và phát bóng gây khó khăn cho đối thủ. Một trong những điều làm nên đẳng cấp của Ngọc Hoa là những pha xử lý bóng tinh quái. Chính vì vậy, cô luôn là điểm đến của những đường chuyền mỗi khi đội gặp khó khăn. Hiện tại Ngọc Hoa đang làm công tác huấn luyện tại VTV Bình Điền Long An và đội U20 Việt Nam.